Việt Long, Nam Nguyên, Kính Hòa kính chào quý vị với chương trình truyền hình Thế giới trong tuần mỗi ngày thứ tư hàng tuần. Và hôm nay là thứ tư 10 tháng 12 năm 2014. Thưa quý vị và thưa hai anh, kết quả cuộc điều tra về hành vi tra tấn của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA đã gây chấn động cho công luận Hoa Kỳ, châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới. Ủy ban tình báo Thượng viện Hoa Kỳ phổ biến báo cáo đưa ra ánh sáng những hành động tra tấn tàn nhẫn và phi pháp của CIA đối với những kẻ khủng bố thuộc tổ chức khủng bố toàn cầu Al-Qaeda. Thế tại sao một quốc gia tự hào là đi hàng đầu trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền của tất cả loài người lại có thể làm những hành động vô nhân đạo, phản nhân quyền như vậy, anh Nam Nguyên? Thưa anh, không có một lý do nào có thể biện minh cho những hành động như vậy của CIA dù trong bất kỳ tình thế nào. Nhưng các nhân viên điều tra của CIA đã làm như vậy kể từ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, 2011. Trong đó quân khủng bố lao những chiếc máy bay chở hành khách vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York, vào lầu Năm Góc và một chiếc bay về Washington nhưng đã rơi ở Pennsylvania, giết chết tổng cộng hơn 3.000 người ở ba nơi. Những sự kiện này, như tôi đã nói, không thể biện minh được cho hành động của CIA. Nhưng anh hỏi nguyên do, thì tôi cho đó là nguyên do của hành vi tra tấn của tổ chức tình báo của Mỹ mà tôi cho là trước đó chưa từng diễn ra ở mức độ kinh hoàng đến như vậy. Nhưng mà hành vi phạm pháp trắng trợn như vậy tại sao lại có thể được che giấu cho đến nay mới được phát hiện? Có phải là đã có một sự đồng lõa tập thể hay không, anh Kính Hòa? Vâng, thưa anh nói là tập thể thì có thể hiểu là một số đông gồm nhiều người. Thì chắc là câu trả lời là có, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là số đông nhiều người đó chỉ nằm trong phạm vi của cơ quan CIA thôi. Ngoài ra, chính quyền Hoa Kỳ bao gồm cả giới lãnh đạo hành pháp, tư pháp, lập pháp đều không can dự vào hành vi phạm tội đó. Tất nhiên là trừ chính cơ quan CIA là pháp nhân phải chịu trách nhiệm, thưa anh. Nhưng mà CIA thuộc về hệ thống hành pháp, cho nên người đứng đầu hệ thống là người phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của người thuộc hệ thống do mình lãnh đạo. Như vậy làm sao có thể nói rằng hành pháp Mỹ không bị trách nhiệm, anh Kinh Hòa? Vâng, thưa anh, tôi nói rằng hành pháp Mỹ không can dự chứ không phải là nói rằng không có trách nhiệm. Thì cuộc điều tra của Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ cũng có lưu ý đến vấn đề trách nhiệm của Tổng thống Mỹ trong thời gian đó là ông George W. Bush. Thì báo cáo viết rằng là Tổng thống Bush chấp nhận công việc đó của CIA vào năm 2002. Nhưng đến năm 2006 thì CIA mới báo cáo những chi tiết về chương trình này cho Tổng thống. Lúc đấy ông Bush tỏ ra rất khó chịu trước hình ảnh của cái can phạm mà bị đối xử tàn nhẫn như thế. Nên có thể nói là người đứng đầu hành pháp không chịu trách nhiệm trực tiếp, nhưng tôi nghĩ là không tránh khỏi trách nhiệm gián tiếp, thưa anh. Thưa các viên chức cũ của chính phủ Bush đó, thì chỉ trích bản báo cáo này trước khi nó được phổ biến công khai. Cựu phó tổng thống Dick Cheney gọi sự tố cáo và lên án hành động của CIA là một mớ những điều tầm bậy và hành động đó hoàn toàn có thể được biện minh. Anh Nam Nguyên nghĩ sao? Thưa anh, ông Dick Cheney là người nổi tiếng ăn nói bộc trực, còn hơn cả phó tổng thống đương nhiệm là ông Joe Biden. Nhưng ông Dick Cheney nói như vậy thì chính ông ấy mới là sai, nếu không phải là nói tầm bậy. Không một tình thế nào, mối căm thù nào, lợi ích công cộng nào có thể đem ra biện minh được cho bất kỳ hành động phạm pháp nào, chưa nói tới hành vi tra tấn tàn nhẫn của CIA, thưa anh. Và thưa anh và thưa quý vị, các cựu giám đốc CIA gồm có George Tenet, Walter Goss, Michael Hayden cùng ba cựu phó giám đốc của mỗi ông đã viết trên tờ Wall Street Journal rằng bản báo cáo của Thượng viện đã viết sai khi nói là CIA đã lừa gạt Tổng thống về những hành động mà họ làm sau ngày 11 tháng 9 2011. Và bản báo cáo chỉ biết một mặt với những sai lạc về dữ kiện và cách diễn dịch. Chủ yếu, bản báo cáo đó là cuộc tấn công vì phe đảng, tấn công vào một cơ quan đã làm được nhiều việc nhất để bảo vệ nước Mỹ sau trận khủng bố 11 tháng 9, thì hay nghĩ sao? Dạ, thưa anh Việt Long, thì một lần nữa như ý anh Nam Nguyên nói lúc nãy là chúng ta không thể lấy cái mục đích hay thành quả để biện minh cho phương tiện, cho hành động. Các chính quyền độc tài thường áp dụng cái lối biện minh theo kiểu là thời gian cấp bách phải tìm ra đồng lõa, hay là hành vi tàn bạo của can phạm gây tang thương cho hàng trăm hàng ngàn người không đáng xử tàn nhẫn với họ hay sao, vân vân. Cho nên cái chuyện tra tấn quá mức tàn nhẫn, ngay cả giết chóc nghi can cũng trở nên chuyện thường tình xảy ra khắp nơi và hàng ngày. Mình thử hỏi là một chính quyền chính đáng có thể theo cái hành động của những cái độc tài thường giết hàng ngàn người bằng những hình thức chúng tự biện minh rằng mục đích thành quả cách mạng, hay có thể dùng phương pháp của bọn khủng bố như kẻ giết người cắt cổ được hay không? Thưa, trong dư luận Mỹ thì cũng có những ý kiến rằng là đối với những kẻ khủng bố mà từng giết hàng ngàn người Mỹ và dám cắt cổ người Mỹ công khai, thì việc tra tấn bằng cách chấn nước hay là bắt đứng trên cái chân đau của người can phạm, hay là không cho nó ngủ hàng trăm giờ liên tục đã thấm thía gì đâu.
Các cựu giám đốc CIA cũng nói rằng Quốc hội chỉ đưa ra báo cáo về một khía cạnh mà quên đi rằng những cuộc tra tấn đó đã giúp phá vỡ bao nhiêu là kế hoạch khủng bố vào nước Mỹ và nước khác, như là vụ đánh bom bẩn của Padilla do Abu Zubaydah khai báo, âm mưu tấn công tòa lãnh sự Mỹ ở Karachi, âm mưu tấn công phi trường Heathrow của Anh, và nhất là đã dẫn đến được cái việc giết chùm khủng bố Bin Laden. Họ nói rằng không có những hành động tra tấn đó thì nước Mỹ, nước Anh cùng nhiều nước khác đã phải tổn thất hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn ngày người nữa. Anh Nam Nguyên. Vâng, thưa anh, là báo cáo của Thượng viện Mỹ cho thấy rất nhiều tin tức liên quan đã được nắm giữ trước khi tra tấn những tội phạm được nêu tên. Nhưng cho dù những kẻ này có giúp thêm chi tiết cho những công trạng đó thì cũng không thể lấy đó để biện minh cho hành động phạm pháp. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của một nước dân chủ, tự do, thượng tôn luật pháp như là nước Mỹ vậy. Vâng, và sau cùng thì tôi nghĩ rằng mình cũng phải nhìn nhận rằng nước Mỹ, chỉ có nước Mỹ là cái nước mà đã làm sai thì dám đem cái chuyện sai đó ra trình bày trước thế giới và có biện pháp sửa chữa, chính mình sửa chữa trước thế giới, phải không anh? Yeah. Vâng, xin cảm ơn anh Nam Nguyên, anh Kính Hòa, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Truyền hình Thế giới trong tuần. Mong quý vị bày tỏ ý kiến, nhận định trên trang web rfa.org hoặc là email về Việt Long, viết liền chữ không dấu, @rfa.org. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.